Không gì mở đầu một video tốt hơn một câu hỏi. Các bạn đã học triết bao giờ chưa? Rồi à? Bất ngờ đấy. Thế có biết chủ nghĩa xã hội là gì không? Không à? Là người Việt Nam mà không biết chủ nghĩa xã hội là gì là dở rồi. Ơ kìa, sao chưa gì đã định tắt clip nhanh thế? Bình tĩnh nào, sống chậm thôi. Tôi biết là các bạn sợ mấy môn tư tưởng lắm, rằng nó khô khan, giáo điều, khó học. Nhưng đừng lo, tôi ở đây để cứu mùa hè của các bạn khỏi việc phải cày cuốc sấp mặt để trả nợ môn đây. Vấn đề là nói về chủ nghĩa xã hội một cách giáo điều như trên giảng đường thì dễ lắm. Nhưng thế kỷ 21 rồi, nước trong không có cá hiện đại hóa để thành công. Cải cách giáo dục cũng giống như tán gái, dạy học bằng ví dụ là cách tốt nhất. Oxygen not included. Nếu các bạn không biết thì đây là tựa game cho phép tôi xây dựng một xã hội thu nhỏ theo ý mình. Một công cụ hoàn hảo để tôi dạy cho các bạn về chủ nghĩa xã hội. Nói một cách dễ hiểu, chủ nghĩa xã hội là một xã hội công bằng, tốt đẹp, là đích đến của sự phát triển. Mà để xây dựng được một xã hội như thế thì tôi xin được trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Có nghĩa là cần phải có những con người chất lượng. Hãy gặp Nghĩa, đại diện cho tầng lớp nông dân, được biết với cái tên là chúa tể nhà nông, ông hoàng của những trang trại. Pháp danh là Thích Trồng Trọt. Tiếp đến là Trang, đại diện cho tầng lớp công nhân và tri thức. Bà Hoàng Trí Tuệ, chúa tể y quy, pháp danh là Thích Nghiên Cứu. Nhưng để giữ tính thực tế thì tập thể nào cũng phải có những gánh nặng. Cuối cùng là Bi, sinh ra với khả năng đào bới hơn người nhưng lại tự phế võ công bằng đặc điểm không thể đào bới. Bi mang pháp danh là Thích Tự Hủy. Với ba con người đại diện cho ba tầng lớp khác nhau trong xã hội, tôi cùng họ sẽ hiện thực hóa cái giấc mơ về chủ nghĩa xã hội tại nơi mà tôi gọi là đế chế mất não. Mọi nền văn minh đều bắt nguồn từ những con sông, và đế chế mất não của tôi cũng không nằm ngoài cái quy luật ấy. Nền móng của cả một đế chế được xây dựng bên bờ hồ văn chương lịch sử. Thứ nhất gần mẹ gần cha, thứ nhì gần giếng, thứ ba gần đình. Giếng nước là long mạch của làng quê. Mọi hoạt động của người dân đều gắn liền với cái bến nước sân đình. Từ nấu ăn đến toilet. Không ngoa nếu bảo bến nước là linh hồn của làng tôi. Thế mà thỉnh thoảng có những thằng cam tâm dám ỉa vào cuộc sống của nhân dân. Mẹ con lợn. Ui dồi ôi, mẹ mày ơi, biển muốn lặng mà sao hắm. Cụ bị ỉa vô nguồn nước rồi, con lợn này, chúng mày ơi, thằng Bi đã ỉa về nước này. Liếm sạch sàn nhà cho tao. Ui dồi ôi, mẹ con lợn. Tôi bình tĩnh nhẹ nhàng giảng giải cho Bi thế nào là đúng, thế nào là sai. Rằng vì hành động của mình, Bi đáng nhẽ phải xử tội chết. Nhưng chủ nghĩa xã hội là không ai bị bỏ lại phía sau. Cùng dòng máu ta gọi là gia đình, cùng tư tưởng ta gọi nhau là đồng chí. Trái ngược với Bi thì may mắn thay tôi lại có hai con người đích thực. Nghĩa và Trang là hai nhân tố mà bất cứ xã hội nào cũng muốn có. Gọi một lượt Nghĩa Trang thôi là thấy uy tín rồi. Họ chăm chỉ, đoàn kết và đặc biệt tài năng trong lĩnh vực của mình. Nghĩa đã cho ra đời mô hình tự cung tự cấp trong nông nghiệp. Cậu vào nhà vệ sinh, lấy cức làm phân bón, rồi lấy phân bón để tưới rau. Cả nhà ăn rau ỉa mực hơn thì Nghĩa lại lấy cức để đi bón rau tiếp. Cả nhà ỉa càng nhiều thì rau càng xanh tốt. Mẹ thiên nhiên nợ Nghĩa một lời cảm ơn. Con người xã hội chủ nghĩa sáng tạo lắm. Trang tập trung vào nghiên cứu rồi cho ra đời những công trình đi trước cả thời đại. Nào là máy phát điện chạy bằng cơm, hay là phương pháp bảo quản thức ăn ở môi trường chân không để duy trì lương thực. Có lẽ quý giá nhất vẫn là bồn rửa tay để tránh trường hợp con lợn nào đó bốc thức ăn bằng tay bốc cức. Đấy, nông nghiệp và công nghiệp cùng nhau phát triển xây dựng chủ nghĩa xã hội. Không như ai kia tối ngày ngủ trong toilet. Mẹ con lợn. Mặc dù tôi có những người tài như thế, nhưng những ngày đầu của chủ nghĩa xã hội chưa bao giờ là dễ dàng cả. Ôi, những đêm đông phải ngủ trên nền đất, gặm khoai sắn đến đau rát cả chân răng. Có những khi còn ngủ quên trên đồng ruộng. Mặc dù nụ cười luôn nở trên môi, nhưng cuộc sống của chúng tôi chưa bao giờ là ổn. Bác sĩ hay kỹ sư thì cũng phải đi đào đất. Trời ơi, đau đớn thay cái cảnh rồng mà mắc cạn, tôm rỡn mặt, hồ lạc đồng bằng bị chó khinh. Thế mới thấy cao lương mỹ vị dù quý giá đến đâu thì qua ruột già cũng thành cức thôi. Con người có tài hoa đến mấy mà không gặp thời thì cũng chả làm được chuyện gì. Nhưng may mắn thay là chúng tôi đi theo chủ nghĩa xã hội. Mà chủ nghĩa xã hội thì luôn hết mình tạo điều kiện để nhân dân phát triển. Trang, một người đàn bà có sức hút, nhưng là hút bể phốt, dần chán nản với công việc và mong muốn có một nhà vệ sinh hiện đại. Xong, từ từ dừng đã, để tôi giới thiệu cho các bạn hệ thống toilet nhà tôi. Nghe nó hơi khoa học một tí, và nếu các bạn không học 10 năm ở đại học mà nước ngoài nó gọi là jail, còn Việt Nam nó gọi là tù ấy, thì các bạn không hiểu được đâu. Cái điều đặc biệt ở hệ thống này ấy, đấy là đây là một động cơ vĩnh cửu. Nghe kinh không?
kịch. Vì lượng nước bẩn mà cái toilet này thải ra nó nhiều hơn lượng nước sạch mà nó dùng, cho nên tôi chỉ cần dẫn cái đầu nước thải vào một máy lọc, rồi tôi dùng chính cái nước đã qua xử lý để rửa đích tiếp. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Còn lượng nước thừa thì làm sao? Lượng nước thừa sẽ được đổ vào một cái bể chứa, rồi bọn tôi lại lọc thêm một lần nữa. Nước sạch lần này lại dùng để tưới cây. Bằng phương pháp bắc cầu trong toán học, chúng tôi tưới rau bằng nước đái của chính mình. Nghĩa đau lòng vì môi trường làm việc độc hại và mong muốn có được bữa ăn tử tế hơn. Xong, Bi không có quyền biểu quyết. Ừ kìa. Không chỉ đối nội tốt, đế chế mất não còn cực kỳ khéo léo trong đối ngoại. Chúng tôi gặp gỡ và làm quen với những sinh vật bản địa, giữ vững đường lối ngoại giao của đảng và nhà nước, sống hòa hợp, không hòa tan, yêu hòa bình, ghét chiến tranh, hợp tác song phương là đích đến. Nhưng thỉnh thoảng nếu xảy ra mâu thuẫn và máu đông Lào có nổi lên thì mày hẳn cũng đừng trách bố mày hôi nách nhá. Và cứ thế xã hội dần phát triển, viễn cảnh về một tương lai tươi đẹp rộng mở trước mắt. Có lẽ chủ nghĩa xã hội giờ đây không còn chỉ là mộng tưởng của người dân ở đế chế mất não nữa rồi. Hạnh phúc là đây, cơm áo đây rồi, chỉ nay mai thôi. Cái gì đây? Vãi cả Các bạn tưởng là đã hết video rồi đúng không? Chào mừng đến với chương trình cuối mỗi video, tôi gọi đó là comment đi và bạn sẽ lên TV someday, nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Câu hỏi đầu tiên của Thịnh Nguyễn. Giọng cười của anh dễ thương quá. Thịnh ơi, anh bảo Thịnh này, mình là đàn ông con trai với nhau, mình không bao giờ được khen nhau dễ thương em nhá. Em tên là gì ấy nhỉ? Thịnh à? Thịnh ơi, Thịnh có một con cừu thật là dễ thương. Đấy, sao mất mẹ hết rồi. Câu hỏi tiếp theo của Hoàng Phúc. Anh có định theo YouTube luôn không? Và anh còn đi làm không ạ? Cái kiểu bỏ hẳn công việc chính để theo YouTube luôn thì không. Bởi vì công việc chính đang ngon, xong bây giờ mình đi theo cái YouTube, chả biết tương lai như nào, tương lai bất định, xong rồi hết thời làm gì, chết không được. Câu hỏi tiếp theo của Diêu Mây. Bây giờ là 2 tháng 4 và có 5.000 bình luận. Em chỉ hy vọng là anh đọc bình luận này và cho em lên TV someday. Câu hỏi tiếp theo của Khánh Ly. Cháu thắc mắc không biết ngoài đời mọi người nói chuyện với chú có cười té ghế không ạ? Video của chú thực sự chỉnh chu và có nhiều tầng ý nghĩa, đặc biệt rất hài hước ạ. Thật ra thì ngoài đời tôi không giống clip đâu. Vợ tôi đánh giá tôi là một người nghiêm túc, khó tính. Nhưng đúng kiểu tôi theo chủ nghĩa cầu toàn nên thấy cái gì không hoàn hảo tôi ghét lắm. Như kiểu tôi tham gia một cuộc thi cũng thế nhá, chỉ có đứng đầu hoặc đứng cuối thế thôi, về nhì là về bét. Câu hỏi tiếp theo của cây tre ngàn đốt. Trời ơi, một video anh làm trong bao nhiêu lâu và khi anh quay video thì có bao nhiêu người làm chung hay làm một mình ạ? Tôi bảo rồi, cái kênh này là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hiểu không? Tôi là bảo vệ kiêm giám đốc, kiêm chỉ đạo hình ảnh, kiêm đạo diễn, kiêm diễn viên, kiêm biên kịch, kiêm hóa trang, kiêm lao công, kiêm chăm sóc khách hàng. Nhắc lại này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, ok? Câu hỏi cuối cùng của Giang Phạm. Sau khi kết thúc series Minecraft thì chú có định chơi game kinh dị không? Ừ, câu hỏi tôi cũng thấy nhiều bình luận bảo tôi là anh ơi chơi lại game kinh dị đi, anh ơi chơi game kinh dị đi các kiểu. Nhưng mà vấn đề là bây giờ trên thị trường hết game kinh dị chất lượng rồi. Chắc là phải chờ Outlast 3 hoặc là thần trùng của anh Dũng CT hoặc là Tai Ương. Đấy,